Hôm nay những điểm nhiệt cao, mức nắng nóng sẽ xuất hiện ở cả miền Đông lẫn miền Tây Nam Bộ đấy ạ. Cụ thể, đó là ở Đồng Phú, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa hay Bến Tre, Cao Lãnh và Châu Đốc với mức nhiệt lên đến 35 độ. Còn các nơi khác của Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ ở mức 34 độ cũng sấp xỉ mức nắng nóng. Tại các thành phố lớn có thêm hiệu ứng đô thị thì cảm nhận thực tế ngoài trời có thể cao hơn từ 2 đến 3 độ nữa. Thời tiết nắng nóng dễ khiến cho nhiều người bị đau đầu do cơ thể bị mất nước hoặc là khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, các mao mạch ở trên đầu bị giãn nở quá mức. Bởi vậy, khi ra ngoài trời, quý vị nên đội mũ rộng vành và mặc áo chống nắng, kết hợp với việc bổ sung nước đầy đủ để bù vào lượng mồ hôi đã thoát ra, giúp cân bằng nhiệt độ của cơ thể. Đồng thời, đừng quên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp tăng sức đề kháng và cơ thể có khả năng chống nóng tốt hơn. Với những nơi sát biển như là thành phố Phú Quốc ngày hôm nay cũng nắng nhiều, mặc dù nhiệt độ cao nhất không quá 32 độ, nhưng mà nếu ở ngoài trời lâu vào buổi trưa hay là đầu giờ chiều thì quý vị sẽ thấy không mấy dễ chịu. Về chiều tối đến đêm thì không khí mới có thể thoáng đãng hơn hẳn, khả năng có thể có mưa rào thoáng qua. Còn về thời tiết vùng biển quanh Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu thuận lợi cho các hoạt động trên biển, trời nắng, gió nhẹ, biển êm. Còn khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu xuống đến Cà Mau, bao gồm Côn Đảo, hôm nay trời có nắng, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vẫn là mức an toàn cho tàu thuyền có thể hoạt động.